Loại thực phẩm có thể gây nguy hiểm cho bé Ngày Tết Bố cho bé ăn phải cẩn thận những năm gần đây liên tục xảy ra các vụ việc trẻ nguy hiểm do sạc dị vật từ hạt dưa, hạt đậu phộng, rau câu khiến nhiều bé phải chạy cấp cứu và hồi sức tim phổi tại bệnh viện Thạch quả nhỏ, kẹo cao su thức ăn có chất dính các loại hạt rau Cá có xương bố nên làm gì khi trẻ bị sạc thức ăn mời anh em kéo xuống để xem đầy đủ dưới phần mô tả video